Sau khi chính thức công bố giới tính em bé thứ hai, vợ chồng Lucy Nguyễn nhận về nhiều lời chúc mừng. Tuy nhiên bên cạnh đó có không ít ý kiến bàn luận về việc cô chỉ sinh toàn con gái, còn bị mang ra so sánh với phú bà quận 7, Đoàn Di Bằng, vì hai cô nàng có cùng một điểm chung đều xinh đẹp tài giỏi, sở hữu khối tài sản tiền tỷ và cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng mơ ước, nên không khó để netizen lấy hoàn cảnh của Lucy Nguyễn ra làm chủ đề bàn tán. Lên tiếng về lùm xùm, Hot Girl sinh năm 1989 bày tỏ bản thân đơ người khi đọc được những bình luận phân biệt con trai con gái như vậy. Cô nói, đối với nhiều người, nhà đủ nếp đủ tẻ thì rất tuyệt vời. Nhưng với tôi, con cái hoặc có nhiều con nhiều cái là lộc trời cho rồi. Khi có bé Nami tôi mê con gái hơn con trai. Nhưng mà con nào thì tôi cũng thương như nhau vì đó là phước của mình. Có thể quan niệm từ xưa cho rằng phải có con trai để hương khói hay không có con trai thì sau này tài sản con rể nó hưởng hết. Nếu con rể mà yêu thương con gái tôi thật lòng thì thực sự bao nhiêu tài sản tôi cũng cho hết. Còn chuyện hương khói thì tùy tâm, dù là trai hay gái nếu nó có hiếu thì sẽ nhớ đến cha mẹ thôi. Lucy Nguyễn cho biết khi có con, cô chỉ muốn con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và sống cuộc đời riêng, chưa dám nghĩ đến việc nhờ vả con. Trong tương lai, Lucy Nguyễn muốn kiếm tiền để về già đến một nơi nào đó thật bình yên để sinh sống. Con gái khi có thời gian có thể đến thăm cha mẹ, không yêu cầu phải nuôi dưỡng. Quan điểm của Lucy Nguyễn nhận về nhiều sự đồng tình, thời buổi hiện tại không nên có sự phân biệt giữa con trai con gái mà con nào cũng là con vì cô xem đó là lộc trời ban. Ngẫm cũng đúng, nếu Tuấn Dương và Lucy Nguyễn muốn sinh con trai thì đã can thiệp bằng IVF lâu rồi. Thậm chí, Tuấn Dương còn tuyên bố con gái anh nếu thích thì tương lai không cần lấy chồng, ở nhà ba mẹ lo từ A đến Á. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, Lucy Nguyễn hạ sinh con gái đầu lòng cho Tuấn Dương, em bé được đặt tên thân mật là Nami. Đến tháng 3 năm 2024, cặp đôi bất ngờ thông báo sắp có thêm một baby nữa, giới tính em bé cũng được công bố cách đây ít ngày. Khoảnh khắc làn khói màu hồng tỏa ra khiến Tuấn Dương vô cùng mừng rỡ và phấn khích, niềm hạnh phúc đã lộ rõ trên khuôn mặt anh và Lucy Nguyễn. Tuy nhiên, việc Lucy Nguyễn mang thai quá gần nhau và siêng năng livestream khiến nhiều người lo ngại cho sức khỏe của cô nàng vì vòng 2 ngày càng vượt mặt. Chia sẻ về điều này, Lucy Nguyễn cho biết vợ chồng cô đã hỏi ý kiến của bác sĩ kỹ càng mới quyết định mang thai lần 2. Ngoài ra, nàng hot TikToker được mẹ ruột và chồng chăm sóc vô cùng chu đáo và cẩn thận. Lucy Nguyễn đã tung bằng chứng là những bữa ăn gia đình thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng, như khẳng định mình đang trải qua thai kỳ an toàn và khỏe mạnh, khiến cộng đồng mạng an tâm. Chia sẻ thêm về tin hỉ lần thứ hai, Lucy Nguyễn cho biết bản thân gần 35 tuổi nên muốn nhanh chóng sinh thêm con cho ông xã, không thể để thêm quá lâu. Tuấn Dương Lucy Nguyễn quen biết đã lâu nhưng mãi tới khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, đôi trẻ mới nên duyên và cùng nhau tạo nên chuyện tình chị em lãng mạn, khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Hot boy Tuấn Dương, sinh năm 1998, vốn nổi tiếng là TikToker sở hữu vẻ ngoài điển trai, thường xuyên xuất hiện trong các bộ hình lookbook của thương hiệu thời trang nội địa. Trong khi đó, Lucy Nguyễn, sinh năm 1989, lại có profile khủng hơn khi là nhiếp ảnh gia có tiếng. Cô là bạn thân của Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc cùng nhiều mỹ nhân khác trong showbiz. Lucy Nguyễn hiện còn là nữ doanh nhân sở hữu 3 thương hiệu thời trang được lòng sao Việt.